chào các bạn, đây là series chơi cờ với nắng. Các bạn có thấy là dạo này video lên liên tục không? Các mùa trước team nắng quá là tập trung vào chất lượng video nên là edit mất rất là nhiều thời gian. Thường thì game được chơi lúc meta, nhưng mà edit xong đăng lên thì sang 4 lúc meta mới rồi, rất là đau đầu. Mùa này team nắng quyết tâm là gắn motor vào deep, làm cho thật là nhanh để các bạn có giáo án nóng hổi vừa thổi vừa chơi đấy. Đéo tin. Và hôm nay chúng ta có một couple không xuất hiện thì thôi, chứ mà đã xuất hiện thì mùa nào cũng OP. Đó chính là Ugot siêu quẩy đồng quê và Cá Thớt Pentakill đao phủ. Tưởng là không liên quan mà liên quan không tưởng đấy. Mình vào game luôn để xem là sự kết hợp giữa hai gương mặt vàng này đã bón hành cho lobby như thế nào nhé. Cổng dịch chuyển hôm nay của chúng ta cho tất cả người chơi một tướng ba vàng làm vốn. Của mình là Ugot. Đồ khởi đầu sân bắt rau quái, một nước mắt, một giáp và một gậy. Lõi công nghệ vàng xuất hiện ở vòng 2.1 với hộ pháp sẽ phù hợp với những form bài xếp trụm lại nhau như là disco hay là KDAO đẹp, cũng là một cái lõi có thể chọn được để đẹp. Cộng mệt nghỉ cũng ok, chỉ có mỗi đũa phép là không phù hợp lắm với cái form bài mà mình đang hướng tới. Tuy nhiên mình muốn tìm một cái lõi đột biến hơn nên là roll cả ba đi. Thấy có quyền năng phi thường là đẹp để mình chơi Ugot, lấy luôn. Up level 4 cho kêu vào sân lấy đam sau. Mình gặp nhà level 3 đang chơi punk với hai tướng hai sao có đồ. Xét rơi giả rau quái giúp mình tanh đi phần nào đó sát thương của Jinx. Chiến thắng đầu tiên khá là dễ dàng. Vẫn form đội hình đó và không update gì thêm ở vòng 2.2. Mình gặp một nhà cũng chưa có siêu sao để đép. Bài full 1 sao với đội hình kẹp linh ta linh tinh. Mình có được chiến thắng thứ hai. Thắng 2 trận là đủ, vì với form bài này muốn thắng nhiều hơn cũng khó. Đối thủ lần này với Yasuo siêu sao, có kích cả True Damage và thánh da rẻ. Mặc dù không cần đồ vẫn đủ chém nát bét team mình, thất bại ở round này khiến mình còn lại 94 máu. Đi chợ định nhặt cung lắp thêm cái quyền năng cho Ugot nhưng mà đối thủ đã lấy mất. Mình lấy về cái nước mắt 3 tiền trên người Samira, tiện thể kích 3 đồng quê. Gana mời chào lên 2 sao và sau khi check bài, thấy mình vẫn thắng lại được, để là up 2 sao luôn. Lên level 5 cho vào sân chinh chiến, gặp tiếp một nhà chơi punk khá là nhiều 1 sao. Đấy, bảo thắng lại mà. Tiếp tục thắng trước nhà Hustle đam bằng 2 tuyệt sắc để giữ lại được tí máu. Một PF, hai tướng 3 tiền và một giáp là đồ mà mình nhặt được sau khi đập đá. Băng giáp cho Seth và Sojin cho Samira để tối ưu đồ chứ đợi đồ đẹp thì chết mất. Tiếp tục đối đầu với một nhà Hustle không có siêu sao, bài cũng nhiều thiếu nhi. Lợi thế về tộc hệ và đồ giúp mình có được chiến thắng thứ 3. Tiếp tục là một chiếc lõi vàng, thanh lý toàn bộ là không cần thiết vì mình chốt bài rồi. Cường hóa siêu công nghệ chắc là lõi khi nào bí quá mới dùng thôi chứ hơi cùi. Roll cả hai đi thì thấy có nhà tài phiệt giúp tăng lượng kinh tế nhất định để mình roll 3 sao là hợp lý. Nên là mình lấy luôn. Up luôn level 6 cho Vex vào sân để kích đao phủ. Up cấp cũng giúp cho mình có tỷ lệ xuất hiện tướng siêu sao 3 tiền cần thiết. Hợp lý. Mới không gặp vài round, nhà Punk đã roll được Jinx 3 sao. Các tướng còn lại 2 sao cũng đủ để áp đảo bài đấu của mình. Chưa được nổi lửa lên thì đã bị dập sớm rồi. Gặp một người anh em cũng đang nếp bằng đồng quê lên cấp, hướng bài cũng giống như là Samira. Ông này không lắp đồ nên là yếu hơn bài mình là rõ, lại phải thắng lại. Bạn mình tin rồi. Lấy về găng ở vòng đi chợ, vì ở trên nên là cũng không có sự lựa chọn. Xét cũng lên 2 sao vì mình đã có đôi trước đấy. Hầu 70 tiền để lấy lợi tức từ lõi. Nhà mình gặp ở round này chơi Punk đánh bằng Tricks. Xét lên 2 đã giúp mình giữ lại được chiến thắng nhờ sức chống chịu châu bò này. Ugot giá thêm con thứ hai trong cửa hàng. Mình mon men lên cấp dần để tiến gần hơn tới level 7. Tiếp tục là một nhà Hustle có Katlin cầm đồ. Blitz tank khá là trâu nên là bài mình không có đủ đam, thua luôn. Săn 5 con sói lấy thêm về được một cung, một kháng phép và một sách chọn ấn. Cho mình ước mơ lên 7 đồng quê với con Hecarim vàng trong truyền thuyết. Lên 7 với 75 tiền đang có, mình roll mạnh để tìm kiếm siêu sao. Roll xuống 50 tiền thì siêu sao Ugot siêu quẩy xuất hiện. Cũng không mơ gì nhiều siêu sao đẹp hơn. Mình lấy luôn để cho vào sân, lắp thêm một cái quyền năng. Easy win trước cái nhà Hustle level 8 chưa roll. Tiếp tục là một lõi công nghệ vàng, chưa cảm nhận được sức mạnh của lõi văn bia cảm hứng nên là mình loại. Hy sinh cũng ok nhưng mà mình muốn lấy cái vũ điệu tử thần cho Ugot từ lò rèn thần thoại nên là đã chọn nó. Kết quả nó không ra vũ điệu, tam hợp kiếm được lấy về trong sự thất vọng. Tiếp tục roll xuống còn 40 tiền, nó ra Ugot thứ 6. Mở sách chọn ấn ra để xem có ấn ngon không nhưng mà nó chỉ có ấn Pentakill là dùng được. Vừa hay mình cũng có roll ra Cá Thớt trước đó rồi. Gặp một bài ra Miss Fortune nhưng mà họ chưa có tanh nên chiến thắng vẫn là của mình. Check bài một lúc xem các đối thủ chơi gì, thấy có nhiều ông cầm Ugot quá nên là mình cũng hơi rén. Chưa roll mà cũng quên cho Cá Thớt vào để kích hai hệ. May là gặp cái ông này chơi Hustle level 8 chưa roll, mình vẫn thắng tiếp. Lượt đi chợ này lấy Viego cầm váy là sự lựa chọn tối ưu nhất rồi.
lắp luôn level 8 cho ca thất vào sân và lắp cho nó clip phép. Vì các đối thủ còn cầm nhiều Ugot nên là mình chưa roll. Ví dụ như ông mình gặp ở round này đang cầm 3 con và hướng xoay Samira. Gana của ông này cầm 3 đồ Samira, nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì đã yếu, không thể ngáng được mình nổi cho thằng 4 được. Yếu đam vì chưa đủ 3 sao. Mình để thua nhà Trix Punk trước con Pantheon 3 đồ quá trâu. Đồ thừa sau khi săn nốt chim mình cho giáp vai cho Seth và mũ thích nghi cho cá thớt. Một đối thủ cầm Ugot đã hy sinh top 7 nên là mình roll mạnh xuống còn 40 tiền, nhưng mà nó không ra thêm một con Ugot nào cả. Cái... gặp nhà Ezreal tay to xoay chưa xong, Ezreal cầm 2 đồ chưa đủ đam để thắng team mình. Roll nãy giờ cũng không có Samira 2 để phụ đam, mình bán luôn thay vào sân 5 Pentakill và cho lại ấn cho Ugot. Nhạc ra nổi lên cùng Miss Fortune của ông này bắn cho mình hiểu vấn đề luôn. Mặc dù mới chỉ Miss Fortune 2 sao, mình để thua và còn lại 51 máu. Xả tiếp 66 tiền vì thế bài cũng đang yếu dần. Xuống còn 20 tiền thì mình bắt được 8 Ugot, đôi Viego và đôi Yorick. Tiếp tục để thua nhà Punk Trick vì mình không update sức mạnh đội hình gì thêm từ nãy đến giờ. Lấy về giao điện để giảm phí kháng phép cho Carthus. Carthus thấy được ưu ái nên là cũng lên 2 sao ngay lúc mình vừa đi chợ về. Tiếp tục roll cạn thì mình bắt được Ugot 3. Poppy cũng được cho vào sân để kích mốc 6 của siêu quẩy. Sự trâu lì của siêu quẩy cộng với hút máu và đam từ Pentakill của Ugot dễ dàng giúp mình thắng nhà đồng quê Samira một cách dễ dàng với 11k đam từ Ugot và 8k đam từ Carthus. Đấm luôn ông chơi Punk Jinx ở vòng 5.6, hai chết để khẳng định sức mạnh của bài đấu mình ở thời điểm hiện tại. Săn rồng ngàn tuổi mình lấy về thêm diệt cho Viego, đang định roll thêm vì bài cũng còn đôi. Thế mà Poppy lên 2 luôn, lại phải eco tiếp rồi. Mãi săn rồng ngàn tuổi mà quên mất là top 4 cũng đã có chủ. Nhà mình gặp ở round này là nhà Punk Trix, họ cũng vừa update thêm Jinx 3 sao không đồ. Nhìn cái đội hình hoàng gia vàng khè của ông này thì cũng hơi sợ một tí. Đấy là Ugot nói chứ còn Carthus say no. Tiến ông này lên bảng với cái top 4 luôn. Miss Fortune nhạc ra vẫn là một bài đấu quá hot và mạnh. Ông này đánh Miss For 2 sao, lên 9 kẹp nhiều hệ đi cùng ra với lượng đam khủng và máu trâu, đấm mình không trượt phát nào luôn. Mình để thua và còn lại 17 máu. Một lần nữa đấm yêu nhà Jinx Punk 2 chết, đẩy họ xuống top 2 nhờ sức mạnh và sự kết hợp giữa Ugot và Carthus. Lấy về trái tim kiên định ở chợ, thêm tanh cho team cũng như là phá cái ông chơi ra, không cho họ có thêm Lucian. Thật là thông minh. Yorick công hiến khi mà tự ra 2 sao, mình bắt set 1 và đổi đồ cho Yorick carry phụ. Up level 9 thêm tạ Tam Ken vào sân, kích 2 hệ. Sức mạnh của Yorick với đống đệ tử được gọi ra đã giúp mình thắng được cái nhà bóng. Thắng được cái bóng nhà Miss Fortune này dễ dàng. Nhà Jinx đã gục ngã trước sức mạnh của nhà Miss Fortune và dừng chân lại ở top 3. Thay lại Samira vào sân, kích thêm đao phủ cho Carthus mạnh thêm tí dễ kết liễu. Sau trong 6 sẽ là combat cuối cùng giữa hai team vì chiến thắng chắc chắn thuộc về nắng. Yorick tanh quá trâu với đồ đang có, gọi đệ tử ra sân để tanh và đam. Thresh tung cú kéo xích đầu Miss Fortune lại để làm chậm sức tấn công của team địch. Carthus tung skill 2 lần, dọn sạch đi những vị tướng yếu đuối. Yorick nằm xuống cũng là lúc đối đầu 2v2 giữa bộ đôi Ugot Carthus với Miss Fortune và bạc. Số quyền năng trên người Ugot ngày càng tăng, cộng với lượng đam thêm từ Pentakill giúp cho con quái vật này một bắn đã gục đi Miss Fortune. Bạc 3 trả thù cho Miss Fortune với những lần tung skill. Carthus nhân cơ hội tung skill kết liễu đốt bạc và giành lấy chiến thắng cao nhất. Tổng kết, vì bài đồng quê Samira được ưa chuộng quá nhiều nên bạn có thể thử chơi bằng Ugot và phụ đam bằng Carthus như mình. Siêu quẩy càng nhiều sẽ giúp cho Ugot càng trở nên mạnh mẽ hơn, nên có một nguồn đam sau để phụ đam sẽ an toàn hơn. Các bạn cảm nhận như thế nào về sức mạnh của Ugot? Comment ở phía dưới cho mình biết đấy nhé. Cảm ơn đã xem hết video và like cho mình. Chúc bạn leo rank vui vẻ. Bye bye!